Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với chân như thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Này thiện hiện vì tự tánh của chân như không sở hữu, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không sở hữu, đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển. Này thiện hiện đại bồ tát ấy, vì đối với bốn niệm trụ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của bốn niệm trụ không sở hữu, tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng không sở hữu, đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với thánh đế khổ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với thánh đế tập diệt đạo thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của thánh đế khổ không sở hữu tự tánh của thánh đế tập diệt đạo cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với bốn tịnh lự thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của bốn tịnh lự không sở hữu tự tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển